Thưa quý thính giả, hôm nay ngày 28 tháng 6, lễ thánh Irene, Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót kính mời quý thính giả nghe về cuộc đời của thánh Irene qua giọng đọc của Maria Kim Thúy. Thánh Irene sinh tại Tiểu Á vào giữa thế kỷ thứ hai. Chúng ta biết được phần nào ngày sinh của ngài dựa vào bản tường thuật ngài viết cho Florino về thánh Policarpo. Tôi có thể nói với ông, nơi thánh Policarpo ngồi khi ngài rao giảng lời Chúa, tôi được thấy ngài ra vào. Bước chân, phong thái, cách sống và lời ngài nói in sâu vào lòng tôi. Tôi như còn nghe thấy người kể lại cách người đàm luận với thánh Gioan và các tông đồ khác đã thấy mặt Chúa. Người nói lại cho chúng tôi những lời nói và những điều các ngài đã học được liên quan đến Đức Giêsu, các phép lạ và giáo thuyết của Chúa. Thánh Irene còn phấn khởi ghi thêm: tôi ghi nhận các hành vi và lời nói ấy không phải trên bảng viết mà là trong sâu thẳm tâm hồn. Thiên Chúa cho tôi được ơn không ngừng nhớ lại những kỷ niệm ấy trong lòng. Như vậy, thánh Irene luôn nhớ mãi hình ảnh sống động của thánh Policarpo, giám mục Smyrna, qua đời năm 155. Vậy có thể là thánh Irene ra đời khoảng từ năm 130 đến 135 và ngài được giáo dục tại Smyrna. Lớn lên, thánh nhân được hân hạnh làm môn đồ của thánh Policarpo, vị giám mục thời danh tại Smyrna. Irene kính phục thánh giám mục đến nỗi chẳng những thừa nhận giáo huấn và tinh thần của ngài mà còn bắt chước cả cách ăn ở nữa. Cậu ghi khắc lời nói, hành vi của ngài không phải trên bảng viết mà trong sâu thẳm của tâm hồn. Cậu Irene lúc đó rất thông giỏi thánh kinh và thánh truyền. Về sau, trong các tác phẩm tu đức, nhất là cuốn Chống lạc giáo, mỗi lời nói của ngài đều thấm nhuần các chân lý đó. Hấp thụ nền giáo dục gần với các tông đồ, nhất là với thánh Gioan, thánh Irene còn ở trong vòng ánh sáng mà tâm điểm là tình yêu đằm thắm giữa thánh Gioan với Chúa Kitô. Trong tác phẩm Chống lạc giáo, chúng ta cảm thấy ngài được thấm nhiễm một trực giác hiếm có. Dưới đây là một đoạn trong sách Chống lạc giáo nói rõ sự sống con người là được nhìn thấy Thiên Chúa. Sự sáng của Thiên Chúa làm cho có sự sống. Người vốn là đấng bất khả cập, bất khả niệm, bất khả diện đã tỏ ra khả diện, khả niệm, khả cập cho loài người, để làm cho ai đón nhận và nhìn thấy người thì được sống. Vì làm sao có thể sống khi không có sự sống? Thế mà bản chất của sự sống lại tham dự vào Thiên Chúa, và tham dự vào Thiên Chúa chính là nhìn thấy người và được hưởng lòng tốt của người. Vậy con người ta sẽ nhìn thấy Thiên Chúa để được sống. Nhờ việc nhìn xem người, họ được trở nên bất tử và được đến cùng người. Như tôi đã nói, các ngôn sứ đã dùng hình ảnh tỏ ra rằng ai mang thần khí của Thiên Chúa và trông đợi nước người trị đến sẽ được thấy người. Môsê nói vậy trong sách Đệ Nhị Luật. Ngày đó ta sẽ thấy Thiên Chúa nói với con người và con người được sống. Irene là niềm vui và là niềm an ủi của thánh Policarpo. Hơn nữa, cậu còn là hy vọng của hội thánh. Mọi người đều nhận thấy nơi cậu một tinh thần đạo đức, một trí thông minh, một tinh thần tông đồ hăng hái nhiệt thành. Thánh Policarpo gọi Irene sang Gaule vì thấy Irene có đủ các điều kiện cần thiết, đã chuẩn bị cho Irene và phong chức linh mục cho ngài, rồi đến phụ giúp vị giám mục cao niên Potino tại giáo phận Lyon. Giữa lúc ở đây đang gặp cơn bắt đạo dữ dằn, Đức giám mục cùng với số đông tín hữu trong giáo phận bị giết vì đạo. Chính quyền địa phương tưởng rằng khi giết vị chủ chăn, đoàn chiên sẽ tan rã. Nhưng họ lầm, chính máu các thánh tử đạo đã sinh thêm người có đạo. Năm 177, thánh Irene được cử làm đại diện về Roma bên cạnh Đức Giáo Hoàng để thực hiện một sứ mệnh tế nhị là dàn xếp ngày mừng lễ phục sinh. Trở lại Lyon, thánh Irene gặp lại một giáo đoàn côi cút, Marco Aurelio vừa mới giết hại các Kitô hữu. Đức cha Potino đã bị sát hại. Thánh Irene được bầu lên kế vị. Ngài trở thành thủ lãnh giáo hội tại xứ Gaule. Bận rộn với công việc rao giảng, thánh nhân vẫn viết sách để chống đỡ chân lý. Ngài phải chiến đấu không ngừng
bởi vì cuộc bách hại tưởng chấm dứt khi Marco Aurelio qua đời, nhưng các lạc giáo lại nổi lên chống phá giáo hội. Thánh Irene dùng hết tâm trí và đức tin chống lại các lạc thuyết, nhưng vẫn yêu thương những kẻ lầm lạc. Ngài cầu nguyện cho họ, van nài họ trở về với giáo hội thật. Hợp nhất với Chúa là sự sống và là sự sống lại. Khốn cho ai lìa xa sự hợp nhất ấy. Hình phạt đổ xuống họ không phải do Thiên Chúa mà do chính họ. Vì khi họ chọn quay mặt khỏi Thiên Chúa, họ đánh mất mọi tài sản. Phần đóng góp của Thánh Irene cho giáo hội thật lớn. Ngài chú tâm tới mọi khoa học, chuyên cần suy gẫm Thánh Kinh. Khi nghiên cứu huyền thoại và các hệ thống triết học ngoại giáo, Ngài biết tìm ra nguồn gốc các sai lầm và bác bỏ các lạc thuyết pha trộn huyền thoại vào Kitô giáo. Tertulliano đã tuyên nhận rằng không có ai nỗ lực tìm tòi hơn là Thánh Irene. Thánh Hieronymo nại đến thánh nhân để củng cố uy tín của mình. Các tác phẩm lừng danh Ngài đã soạn khiến cho Ngài đáng được gọi là ánh sáng bên trời Tây. Dưới sự dẫn dắt của Thánh Irene, Lyon đã trở thành một trường dạy phụng sự Chúa, nơi đào tạo các nhà trí thức có khả năng truyền giáo. Thế hệ đầu tiên của trường đã bảo vệ đức tin tinh tuyền bằng những nghiên cứu và sách vở của họ. Thế hệ thứ hai phổ biến tin mừng đến những miền khác. Nhưng giáo phận chưa được bình yên bao lâu thì cơn cấm đạo lại bùng nổ vào năm 202. Hoàng đế Celtino Severo tái diễn cuộc bách hại. Ông ra hình cho đến chết những ai kiên trì với đức tin. Giáo phận Lyon bị bắt bớ dữ dội. Lyon là thành phố diễn ra cuộc hành xác tập thể các Kitô hữu thật khủng khiếp. Máu chảy thành suối trên đường phố, tiếp nối dòng máu các giám mục tử đạo. Thánh giám mục ngày đêm cầu nguyện, nung đúc tinh thần, củng cố đức tin cho đoàn chiên. Số người bị bắt ngày càng đông, các thứ hình khổ càng thêm dã man khủng khiếp. Thánh Irene cũng bị bắt, chịu hành hình, đổ máu ra, bị sát hại với đoàn chiên mình vì Chúa vào cuối năm 202. Một tài liệu cổ tìm được cho thấy có đến 19.000 Kitô hữu cùng chịu khổ, chịu chết vì đạo với Ngài. Chúa đã cho Thánh Giám mục Irene thành công bênh đỡ đức tin chân chính và xây dựng sự thuận hòa trong giáo hội. Xin nhậm lời Thánh Nhân truyền cầu mà củng cố niềm tin và lòng mến của chúng con, để chúng con đem hết sức mình làm cho mọi người đồng tâm nhất trí. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Ba giữa cuộc đời làm nên bao việc rạng ngời, yêu thương giúp đỡ mọi người, tình bác ai không hề vơi. Nhưng con quên đi một điều là ở lại trong Chúa tình yêu, để nghe tiếng Chúa gọi mời, để nghe cõi lòng lắng vơ. Lạy Chúa, khi cuộc đời làm toán duyên sao, bao thăng trầm nhiều bén khổ đau, trong bơ vơ con trở về đưa nếp đêm lòng Chúa. Và lạy Chúa, trong tình Ngài hồn con đắm say, xin yêu Ngài nguyện không đổi thay, trong thâm sâu ôi nhiệm màu đời con dâng trọn về Chúa. Con lang thang kiếm tìm Ngài, tìm trong danh vọng tiền tài,
đôi chân lê bước miệt mài để vui thua quên ngày mai. Những bao phen trong cuộc đời khi thất bại khi mất bình yên, lòng con mới hiểu một điều, đời con chưa hẳn đỡ nàng. Lạy Chúa, khi cuộc đời làm con xuyến sao, bao thăng trầm nhiều bén khổ đau, trong vơ vơ con chưa về tuyên em bên lòng Chúa. Và lạy Chúa, trong tình Ngài hơn con đắm say, xin yêu Ngài nguyện không đổi thay, trong tâm sẽ ôi nhiệm màu đời con dâng trọn về Chúa. Trong thâm sâu ôi nhiệm mầu đời con dâng trọn.